Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của Toku VN Meta Team. Mình là Leo đây. Quay trở lại với series Ultraman Ruby 5 vừa rồi, thì hôm nay Leo sẽ mang đến cho tất cả các bạn một sản phẩm đến từ B-Bandai. Đó chính là DX Ruby Zero Mitsurugi Saki Model. À nhầm, cái này không phải. Sơ lược qua một chút, cái tên sản phẩm cũng đã nói lên tất cả. Zero này được Saki sử dụng để triệu hồi hay biến thành một kaiju tương ứng với crystal gắn trên đó. Về sau series, trước lúc mất, Saki đã đưa lại Zero của mình cho Asahi sử dụng trong movie Ultraman Ruby. Hộp các tông bên ngoài là thứ không thể thiếu đối với các sản phẩm B-Bandai. Và mình để ý là về sau tất cả các hộp các tông đều có thiết kế dạng mở như một cái rương như vậy. Điều này khiến chiếc hộp các tông cũng đã trở nên sang trọng và thao tác mở hộp cũng dễ dàng hơn hộp các tông cũ. Tiến vào phần hộp chính của sản phẩm, ta sẽ có tông màu vô cùng đắt điếp với hai tông màu chủ đạo là đen và đỏ. Hình ảnh Zero Saki nằm ở trung tâm hộp trông vô cùng ngầu. Ngay dưới đó là dòng chữ tên sản phẩm vô cùng nổi bật, DX Ruby Zero Mitsurugi Saki Model. Bên trên là logo tiếng Anh của dòng phim Ultraman Đình Đám đi kèm với logo của series Ultraman Ruby. Ở góc hộp, ta sẽ có dòng chữ sản phẩm dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Và dĩ nhiên là chúng ta không thể thiếu logo của nhà sản xuất đồ chơi Bandai. Mặt đáy là hình ảnh của 4 kaiju mới trong series Ultraman Ruby. Mặt trên chúng ta sẽ có hình ảnh của boss cuối Logo Sai và một crystal. Hai mặt hông có biểu tượng của công ty Eisentech như trong phim. Mặt sau là những thông tin về sản phẩm được ghi vô cùng chi tiết. Mở hộp ra cũng giống như Zero bản thường. Bố cục sắp xếp của Zero Saki cũng y như vậy. Chúng ta sẽ có một tờ giấy hướng dẫn cách chơi. Và đi kèm theo đó là một viên crystal không có hình gì cả, gọi là Blank Crystal. Nhìn tổng quan, Zero Saki Ver và Zero bản thường trông không khác nhau là mấy. Điều tạo nên sự khác biệt ấy chính là về màu sắc và hệ thống âm thanh mà thôi. Zero Saki có màu nhựa xám là chính. Ngoài ra còn có một số chỗ được sơn màu metallic như ở tay cầm và phần viên ngọc. Ở vòng tròn, màu đen được sơn thêm chi tiết hoa văn màu cam trông cực kỳ nổi bật và có điểm nhấn. Vì vốn gì thiết kế không có gì thay đổi nhiều nên mình sẽ đi nhanh qua về phần này nha. Đến với chức năng chơi, nếu như Zero bản thường rất là nghèo nàn phần âm thanh khiến fan vô cùng khó chịu, thì Zero Sakiver lần này đã phần nào vực dậy được với các cải tiến về âm thanh và hiệu ứng. Âm thanh hiệu ứng phát ra trầm hơn, ngầu hơn. Thao tác chơi Zero Sakiver cũng giống y như Zero bản thường, các bạn chỉ cần gắn crystal của mình muốn vào Zero, sau đó kéo cần 3 lần là xong. Đặc biệt, ở bản Zero Sakiver với Ultra Crystal sau khi biến hình, tiếp tục kéo thêm 3 lần, Zero sẽ cho ra âm thanh hiệu ứng đèn và tuyệt chiêu tức sát Ultraman đó, điều mà bản Zero bình thường hoàn toàn không thể làm được. Và bây giờ mình sẽ thử bằng Ultraman Jet Crystal. Còn với Kaiju Crystal, kéo tiếp 3 lần chỉ phát ra hiệu ứng tiếng kêu của Kaiju tương ứng mà thôi. Đặc biệt, chỉ riêng 4 kaiju dưới đáy hộp mà nhóm đã giới thiệu từ đầu clip là có tuyệt chiêu.
Mình sẽ làm thử đối với Horrobot. Ngoài ra, khi dùng Blank Crystal chơi với Gyro này, chúng ta sẽ có thêm một chuỗi âm thanh hiệu ứng đặc biệt. Chúng ta chỉ việc đặt Crystal vào Gyro và kéo một lần là xong. Lưu ý là không được bung Crystal ra nha. Và dĩ nhiên là đồ B-Bandai cũng không thể thiếu những câu thoại của chị Saki vô cùng lạnh lùng và đáng yêu. Để chuyển sang chức năng thoại nhân vật, các bạn chỉ cần kéo giữ 3 giây. Gyro sẽ có âm báo, sau đó các bạn lần lượt kéo một lần để chuyển sang thoại. Lưu ý, để chơi chế độ này, chúng ta không được gắn bất kỳ crystal nào lên Gyro và thoại rất dài nên các bạn nhớ chú ý để theo kịp nha. Tổng cộng sẽ có 34 câu thoại. Và để trở lại chế độ bình thường, các bạn chỉ việc thực hiện thao tác kéo giữ 3 giây lần nữa là xong. Tóm lại, ở sản phẩm Zero Sakiver lần này, Bandai đã không làm fan thất vọng khi Zero giờ đây đã đa dạng hơn về mặt âm thanh và nhiều chức năng hơn. Có một lỗi mà Bandai đã fix được khá là tốt so với Zero bản bình thường mà mình làm nãy giờ không biết các bạn có nhận ra hay không. Đó chính là Bandai đã thay đổi lại lò xo của hai tay kéo. Điều này khiến thao tác của chúng ta mượt hơn. Vòng xoay của chúng ta bây giờ đã kéo phát nào là xoay phát đó, không còn hên xui may rủi như là trước nữa. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc khi thao tác các bạn kéo nên phải cẩn thận để tránh làm hư hệ thống âm thanh bên trong. Món này thật sự Bandai đã làm quá tốt so với Zero bản cũ rồi nên mình cũng chẳng có gì để chê. Những bạn nào chưa có Zero bản bình thường thì mình khuyên các bạn nên mua thẳng lên Zero bản Sakiver luôn nha. Chứ mua bản bình thường rồi thì sẽ rất là thất vọng. Hoặc các bạn cũng có thể mua luôn cả hai để trải nghiệm và so sánh vì giá Zero bản bình thường bây giờ cũng khá là rẻ rồi. Và đó là tất cả những gì mà Leo muốn mang đến cho tất cả các bạn ở sản phẩm lần này. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy bấm like và subscribe để tiếp tục ủng hộ cho nhóm nha. Và kỳ tới, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với chuyên đề hai Ultraman, một xanh và một đỏ. Các bạn nhìn cũng biết đó là gì rồi đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!